Nhà đất Bảo Hoàng xin chào tất cả quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư. Chào mừng tất cả mọi người cùng quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng, kênh mua bán và nhận ký gửi nhà đất tại khu vực Hồ Chí Minh và đặc biệt là khu vực Bình Dương. Buổi chiều hôm nay thì Nhà đất Bảo Hoàng đang có mặt tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để cùng gửi tới cho tất cả quý vị một căn nhà phố một trệt 3 tầng lầu, 12 phòng trọ đi kèm. Hiện hữu tại một vị trí trung tâm trục đường lớn trong khu vực thuộc chợ 434 thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Và như thông lệ, trước khi đi vào những thông tin chi tiết về căn nhà thì hình ảnh đầu tiên mà Nhà đất Bảo Hoàng muốn gửi tới cho quý vị đó là trục đường phía trước mặt tiền của nhà mình. Còn hiện tại thì ngay lúc này Hoàng đang đứng ở phía trước trục đường qua lại mặt tiền của nhà mình với trục đường rất rộng, với chiều ngang lên tới 12 mét thưa quý vị, với các phương tiện lưu thông qua lại ở khu vực này rất là thuận tiện vì lợi thế chiều ngang của mặt đường 12 mét. Và hai bên đường thì rất nhiều những cái kiosk tạp hóa, tiệm spa hay là một cái tiệm rất là lớn, đó là tiệm bán điện thoại Oppo cỡ lớn ở phía trước ngay cả ba đối diện căn nhà mình. Qua màn hình quý vị sẽ thấy được hai bên đường thì rất là nhiều những cái mặt hàng, những cái ngành nghề được người ta kinh doanh buôn bán tại đây, như là tiệm spa này chẳng hạn thưa quý vị, tiệm spa, rồi đại lý bưu chính viễn thông vân vân, và các cái mặt hàng được bày bán ở khu vực phía trước mặt tiền rất là nhiều. Ngoài ra thì khu vực này công nhân sinh sống ở tại khu vực này rất là đông, cho nên chúng ta sẽ có những cái nhu cầu về phòng trọ rất là cao. Và hiện tại căn nhà chúng ta đang sở hữu 12 phòng trọ đi kèm và một căn nhà lầu một trệt 3 tầng lầu thưa quý vị. Vâng, tại vị trí nơi đây chúng ta di chuyển ra trục đường DT743 khoảng tầm 200 m, cùng như về lại với vòng xoay An Phú cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn khoảng tầm 1 km. Và nếu như chúng ta về lại ngã tư 550 cầu Ông Bố theo những trục đường lớn như là đường DT43 hay quốc lộ 13 thì khoảng tầm 3 km đổ lại mà thôi. Và vị trí nơi đây thì cũng đầy đủ những tiện ích như là trường, chợ, các cái mặt hàng nhu yếu phẩm hay là các trung tâm như là ủy ban phường, trạm y tế thì cũng rất là gần. Và đây là trục đường phía trước mặt tiền của nhà mình. Vâng, và bây giờ thì Hoàng sẽ mời mọi người chúng ta cũng tiến lại gần hơn với căn nhà mà buổi chiều hôm nay Nhà đất Bảo Hoàng sẽ gửi đến cho quý vị với những hình ảnh thông tin đi kèm. Và phía trước màn hình quý vị đang được xem đó là một căn nhà với thiết kế một trệt 3 tầng lầu với chiều ngang là 5 m, chiều dài là 30 m, với 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, phòng bếp, phòng khách và 12 phòng trọ, cũng như trục đường phía trước mặt tiền rất rộng với các phương tiện di chuyển qua lại lưu thông thuận tiện phía trước mặt tiền. Vâng, và mức giá chỉ có 6 tỷ 250 triệu đồng, còn được thương lượng trên mức giá này cũng như giấy tờ liên quan đến căn nhà hợp pháp đầy đủ và có thể làm thủ tục trong tên trong ngày. Vâng, và bây giờ thì Hoàng sẽ mời quý vị chúng ta vào bên trong để cùng khảo sát tổng diện tích, những thiết kế đi kèm với 4 phòng ngủ và 12 phòng trọ. Xin mời quý vị. Giới thiệu với quý vị phía trước màn hình quý vị đó là khu vực phòng khách của nhà mình. Và trước khi dẫn mọi người vào tham quan tổng thể các phòng chức năng trong không gian mặt tiền chính này cũng như là 4 phòng ngủ trong không gian này, thì Hoàng sẽ dẫn mọi chúng ta di chuyển sang bên trái khu vực hành lang của căn nhà để đến với 12 phòng trọ ở phía sau nhà mình. Còn căn nhà chúng ta ngoài sở hữu một căn nhà một trệt 4 tầng lầu thì chúng ta một trệt 3 tầng lầu thì chúng ta còn có thêm 12 phòng trọ phía sau như thế này, qua một cái trục đường hẻm bên hông như này để vào 12 phòng trọ, với hệ thống camera giám sát ở bên ngoài được chủ nhà nối trực tiếp qua màn hình giám sát bên trong, cũng như là khu vực này thì công nhân ra vào cũng rất là thoải mái thưa quý vị. Vâng, vì dưới tầng trệt thì chúng ta sẽ có một dãy phòng trọ với nhiều phòng được thiết kế sát vào nhau ở phía dưới, và một lối cầu thang dẫn lên ở phía trên, thêm một dãy phòng ở phía trên nữa thưa quý vị.
Với lợi thế chiều dài của căn nhà lên tới 30 m², chúng ta sẽ có hai khu vực biệt lập, đó là một khu vực dành cho công nhân ở phía sau với 12 phòng trọ, và khu vực phía trước là khu vực dành cho chủ nhà với thiết kế một trệt 3 tầng lầu. Mà sau đây Hoàng sẽ gửi tới những hình ảnh đi kèm. Thưa quý vị, đây là không gian về phía trên, dãy phòng trọ ở phía trên. Phòng trên này có 6 phòng thưa quý vị, và phía dưới có thêm 6 phòng nữa. Tổng số phòng được cho thuê hiện tại ở đây là 12 phòng. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống và trở lại với căn nhà chính của mình. Phần ngoài mức thu nhập ổn định từ 12 phòng trọ đang được cho thuê thì căn nhà chúng ta còn sở hữu 4 phòng ngủ cho gia chủ. Và bây giờ Hoàng sẽ dẫn mọi người vào tham quan. Vâng, thưa quý vị, đây là không gian hình ảnh về phòng khách nhà mình với hệ thống trần vượt cấp, với chiều cao so với nền nhà là 4 m rưỡi. Chúng ta sẽ có một không gian khá là rộng rãi thoải mái dành cho không gian phòng khách giao nhau với một cái tầng lửng. Còn tiếp theo chúng ta sẽ đến với khu vực để xe phía sau. Vâng, căn nhà chúng ta được thiết kế phòng bếp tại tầng lửng và không gian tầng trệt ở khu vực phía trước mặt tiền. Chúng ta sẽ có một phòng khách và một khu vực để xe thôi. Và đây là khu vực để xe cũng như là có một cái nhà vệ sinh ở phía sau. Và xin mời quý vị chúng ta cùng ghé tham quan phòng bếp của căn nhà. Vâng, thưa quý vị, với 6 tỷ 250 triệu đồng, mức giá này còn được thương lượng. Chúng ta đã sở hữu ngay một căn nhà tuyệt vời với 4 phòng ngủ, 12 phòng trọ đi kèm, với thu nhập ổn định hàng tháng. Tại vị trí phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, là cửa ngõ giao thương giữa các trục đường lớn trong khu vực, đặc biệt là trục đường DT743, vòng xoay An Phú, ngã ba Cây Điệp, ngã tư 550 hay là cầu Ông Bố, cũng như là các trung tâm quan trọng khác trong khu vực, rất gần với căn nhà mình trong khoảng cách di chuyển tầm 3 km đổ lại mà thôi. Ngoài ra tại vị trí nơi đây thì chợ, trường học, ủy ban phường hay là các trung tâm tiện ích khác thì rất là gần với nhà mình. Và đây là phòng ngủ đầu tiên của nhà mình tại vị trí tầng 1. Và trong phòng này thì có một phòng vệ sinh được tích hợp bên trong. Và được lắp máy lạnh, tivi, tủ đựng đồ đầy đủ. Và cuối tầng lầu này thì có thêm một khu vực vệ sinh, phòng tắm, phòng vệ sinh ngay cuối ở tầng lầu. Và đây là phòng ngủ thứ hai tại tầng lầu thưa quý vị. Phòng tương tự như phòng ngủ vừa rồi, với căn phòng này cũng đầy đủ các trang thiết bị nội thất, trang thiết bị điện đầy đủ. Và đây là phòng ngủ thứ ba thưa quý vị. Phòng với một tầng lầu chúng ta có 3 phòng ngủ, và một chút ở đây Hoàng sẽ dẫn mọi người lên tham quan phòng ngủ cuối cùng. Với diện tích chiều ngang 5 m và chiều dài lên tới 30 m, hướng nhà là hướng Bắc, phù hợp với quý khách hàng theo phong thủy là Đông Tứ Trạch. Và những mức giá Hoàng đã chia sẻ chỉ có 6 tỷ 250 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà để chúng ta có thể hưởng một cái giá phù hợp tốt nhất cho quý vị khách hàng khi đến tham quan và muốn sở hữu căn nhà này.
Và chúng ta sẽ đến với phòng ngủ thứ ba, phòng ngủ cuối cùng của căn nhà. Và thưa quý vị, đây là không gian phòng ngủ thứ ba hiện tại đang được sử dụng. Đây là căn phòng đang được sử dụng cho một thành viên trong gia đình. Và không gian hành lang rất là thông thoáng, sạch sẽ thưa quý vị. Và một phòng thờ ở phía trước phòng ngủ vừa rồi. Và ban công với những cái màng xanh được trồng như là các cái chậu bông, chậu cây. Và một khu vực sân phơi đồ ở phía sau